Hello, xin chào mọi người. Hôm nay thì mình sẽ dẫn mọi người cách tạo khung viền hay là đường viền trong Word để làm cái bìa báo cáo. Thì như ở đây mình đã làm một cái khung viền đây, như bìa báo cáo đây rồi ạ. Bây giờ thì mình sẽ sang một cái uh, trang Word mới để mình hướng dẫn mọi người nhé. Ok, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người này. Ở trên thẻ hôm này, mọi người sẽ vào cho mình cái mục là border này. Đây, kích vào và chọn cho mình cái mục là border and setting. Thì ở đây mọi người sẽ kích sang cho mình cái mục là Best Border có à, nghĩa là tạo khung viền cho trang Tiếp đến mọi người chọn cho mình mục Book Và mọi người có thể chọn cho mình cái mục là Width này Là độ dày Mọi người muốn nó dày bao nhiêu thì chọn bao nhiêu nhé Ví dụ là chọn là đây đi Tiếp đến thì ví dụ mình ấn OK nhé Thì nó sẽ không ra được như cái kia và nó bị tràn lề đúng không ạ Như ở bên này của mình là lề nó đúng với cái lề mình đã setup này Đây đúng với cái lề mà mình đã setup đó thì bây giờ mình sẽ chỉnh cho nó đúng này vào lại nha mình sẽ chỉnh là bây giờ mình sẽ chỉnh cho cái cái khung lề mà cái khung viền mà chúng ta hay dùng ấy là cái khung này đâu nhỉ đây cái khung mà chúng ta hay dùng là cái khung này nhé và chúng ta sẽ chọn là cái này lề là chỉ trang đầu tiên này cái này là chỉ trang đầu tiên mới có khung viền thôi còn nếu mọi người để mặc định ấy, thì trang khác nó sẽ có nhá ví dụ mình sẽ để mặc định đi tí mình tính sau và một option này để cho nó đúng với cả căn chỉnh của mình thì mọi người sẽ vào cái mục này chọn cho mình mục text và bỏ hết này đi ấn ok ấn ok này thì nó sẽ căn chỉnh đúng với cái của mình Đó, ví dụ mình sẽ sang một cái trang khác xem nào Đó. Thì đây là mình sẽ trang một cái trang khác thì nó vẫn có khung viền đúng không ạ? Mình chỉ muốn ở cái trang đầu tiên có khung viền thôi thì mình sẽ vào lại border này. Mình sẽ chọn ở đây này. Sang đây chứ nhầm. Chọn vào đây. Đó, ấn OK. Thì ở những cái trang khác nó sẽ không có cái đường viền cái khung viền nữa và chúng ta sẽ sử dụng ở trong này để làm báo cáo đồ án thì mọi người có thể thiết kế ở trong này nhìn một cái mẫu Uh, cái mẫu có sẵn mọi người thể thiết kế được nhé ok thì như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho mọi người cách tạo khung viền hay là uh, đường viền uh, trong Word mọi người xem video thì hay cho mình xin nút like một đăng ký kênh của mình nhé xin cảm ơn mọi người nhiều xin chào và hẹn gặp. bye bye